Chỉ đáng tiếc bọn ta không mắc bẫy. Các ngươi là người của môn phái nào vậy? Người này vậy mà có thể cản được công kích của chúng ta. Hừ, cho ngươi chết một cách rõ ràng. Bọn ta là con trai của môn chủ Độc Long Môn, thật là không biết sống chết. Không muốn chết thì đi xuống cho ta đi. Hai con linh thú này thì tặng cho cô. Cảm ơn nha. Đại điện của Độc Long Môn, quốc sư của nước Nam Chiêu, vậy mà dám giết hai con trai của ta. Bây giờ các ngươi đi giết hắn cho ta đi. Tuân lệnh. Và một canh giờ sau, đi qua đi lại. Sao mà bọn họ vẫn chưa quay về vậy? Môn chủ, chuyện lớn không hay rồi. Quốc sư của nước Nam Chiêu đã giết hết ba vị sư huynh rồi. Cái gì? Ba linh hư cảnh như bọn họ, vậy mà không đánh lại được một người sao? Đại điện của Độc Long Môn. Môn chủ, thực lực của vị quốc sư của nước Nam Chiêu đó mạnh như vậy, chắc là lão tiền bối có tu vi thấp nhất ở Không Minh cảnh. Ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc đối phương, để tránh gây ra tai họa lớn hơn. Vậy mạng của hai thằng con trai của ta cứ mất không gì hả? Không Minh cảnh thì sao chứ? Chỗ dựa của chúng ta là Huyết Linh Thế Gia. Quốc sư của nước Nam Chiêu đó có mạnh hơn nữa, có thể địch lại Huyết Linh Thế Gia sao? Môn chủ dạy rất đúng. Lần này ngươi đi tra kỹ nội tình của người đó cho ta đi. Dân, môn chủ. Hoàng thành của nước Nam Chiêu, có linh phù ẩn nấu này, có thể che đậy khí tức trên người của mình. Vị tiểu ca này, cho ta một ấm trà đi. Được, ngài chờ một chút nha. Tiểu ca, nghe nói trong hoàng thành này có một vị tiên nhân cao thâm khó lường. Đúng vậy, nghe nói tối qua có hai quốc sư của nước Đột Nô tới, cũng bị quốc sư của bọn ta giết rồi. Lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi. Có điều là vị tiên nhân đó hình như mắc bệnh lạ gì đó. Công chúa đã mời rất nhiều danh y tới khám, nhưng không chữa khỏi bệnh cho ngày ấy. Ồ, bệnh lạ gì? Nghe nói thần trí của vị tiên nhân đó không được tỉnh táo lắm, giống như cái xác biết đi, không nhớ ai hay bất cứ chuyện gì. Nhưng công chúa chỉ cần vừa gãy đàn tỳ bà thì ngày ấy đỡ ngay. Còn cái chuyện lạ này sao? Không hổ là tiên nhân, mắc bệnh cũng khác người thường. Đương nhiên rồi. Hoàng cung của nước Nam Chiêu thuộc Xoát Hồn. Diệp thần, quốc sư của nước Nam Chiêu này vậy mà là Diệp thần, hắn gì mà còn sống sao? Đại điện của Độc Long Môn. Không hay rồi, môn chủ, quảng hốt như vậy thì ra cái hệ thống gì chứ? Môn chủ, bí mật động trời, Diệp thần là quốc sư của nước Nam Chiêu. Cái gì? Nếu ngài không tin thì có thể xem những điều ta nhìn thấy, nghe được khi ta lẻn vào Nam Chiêu hoàng thành. Diệp thần vậy mà thật sự còn sống. Mau đi mời lão tổ tới đây đi. Hiện hình. Đừng quản, bây giờ thần trí của Diệp thần không tỉnh táo, giống như cái xác biết đi vậy. Chúng ta chỉ cần khống chế Liễu Như Yên, còn cần phải sợ hắn sao? Lão tổ, lạc đà ghê chết cũng to hơn ngựa. Chuyện này vẫn nên báo cho Huyết Linh Thế Gia thì hay hơn. Cũng được, vậy ta đích thân tới Huyết Linh Thế Gia một chuyến. Huyết Linh Thế Gia. Lão tổ của Độc Long Môn tới đây có chuyện gì? Ta có chuyện gấp muốn tìm Huyết Linh lão tổ. Đại điện của Huyết Linh Thế Gia. Cái gì? Diệp thần vậy mà còn sống sót sao? Đó là Vô Vọng Đại Trạch, chỉ cần có người đi vào thì sẽ chết chắc. Sao Diệp thần có thể sống đi ra? Ngươi đừng hòng lừa ta. Tuyệt đối chính xác. Nếu Diệp thần mấy năm trước có thể đi ra từ trong hoang mạc, vậy thì chứng tỏ cấm địa của đại sở không phải không có đường sống. Lần này hắn nói không chừng cũng tìm được một con đường sống. Lão tổ, bất luận thật hay giả cũng cần làm rõ chuyện này. Chúng ta lập tức thông báo cho Thị Quyết Điện và các đại thế gia. Thông báo cho bọn họ làm gì? Toàn thân thánh thể của quan cổ đều là bảo vật, lẽ nào gọi bọn họ tới là để chia phần với chúng ta sao? Nếu vào trước đây, với sức một mình của Huyết Linh Thế Gia, chúng ta đương nhiên không thể bắt được Diệp thần. Nhưng nếu bây giờ thần trí của hắn đã không tỉnh táo, giống như cái xác biết đi, vậy chúng ta chỉ cần khống chế Liễu Như Yên thì có thể dễ dàng chế ngự hắn rồi.
Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.